vẫn là đến sáng sủa và có người để mình chờ. Nhưng còn đi lanh quanh ở đây cũng hơi thấy nhiều người, hơi đáng giận một chút. Mình sẽ đi tìm thấy. Tìm thấy rồi mình sẽ ra cái chỗ chờ xe bên trái. Hết năng lượng và bây giờ đi về.